Thưa cùng với toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Hợi, chúng tôi cảm thấy rất là vui vì Thầy trụ trì cho biết cũng hơn 10 năm chùa chúng ta mới tổ chức cái buổi thuyết giảng, và Minh Thiền cảm thấy mình vinh dự là người đầu tiên được về chùa Long Sơn ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để thuyết giảng. Xin chân thành cảm ơn cái tấm chân tình của Thầy trụ trì cùng với toàn thể các vị Phật tử có mặt ngày hôm nay. Nói về Kiên Giang, chúng tôi đi rất nhiều lần, nhưng có một cái kỷ niệm rất là vui. Cách đây 6 năm chúng tôi có dẫn đoàn hành hương của Phật tử về Châu Đốc, An Giang đi hành hương các chùa. Thì trên đường đi có quý thầy gọi điện báo cho biết có một vị huynh đệ vừa mới mất, mà huynh đệ đó thì trước đây cũng ở chung với chúng tôi, mà thầy ở dưới Rạch Sỏi. Sau đó trên đường chúng tôi về, chúng tôi nói với tài xế, anh cho thầy xuống ở chỗ nào mà thầy có thể đón xe đi về Rạch Sỏi để dự cái đám tang, thắp cho người huynh đệ của mình một nén nhang tiễn biệt. Lúc đó tài xế chạy đến cây xăng ở một cái ngã ba có cái vòng xoay lớn lắm, ngã ba Lộ Tẻ hay gì đó. Thì đến đó anh tài xế mới nói, thầy có chiếc xe chuẩn bị đi về Rạch Sỏi kìa, thầy qua hỏi cái xe đó có đi, thầy đón xe về. Lúc đó chiều rồi, chiều mình nhảy xuống thì tự nhiên mình chưa bước tới hỏi xe thì có một anh chạy xe ôm, anh chạy tới anh hỏi thầy đi đâu. Bây giờ thầy muốn đón xe để đi về Rạch Sỏi, thầy lên xe đi, con chở thầy qua bến. Đây qua bên bến một tí thôi, nhưng mà thầy tranh thủ thì còn một chiếc xe nó chuẩn bị chạy rồi, nếu nó chạy con tranh thủ con chở thầy cho kịp, thầy lên xe đi. Mình cũng ngờ ngợ, mình hỏi bao nhiêu tiền vậy ạ? Anh nói thầy cho con 30.000 thôi. Thế là mình leo lên xe, anh chở mình đi một vòng cái vòng xoay đó, quay lại thả mình ngay chiếc xe trước mặt. Rồi anh không dám lấy tiền, anh mới nói với tài xế là ê mày lấy giùm ông thầy tao 30.000 mày. Cái là anh chạy đi. Tôi đứng tôi ngỡ ngàng, ủa từ đây tôi bước qua cái chiếc xe đó có mấy bước thôi, sao mà chơi lừa nhau trắng trợn dữ vậy, mất 30.000 ngồi tiếc hồi hụi từ trên chiếc xe đó về tới Rạch Sỏi. Tự nhắn nhủ với lòng rằng mai mốt mình không để người khác lừa nữa. Thưa với các vị, đó là câu chuyện vui để tôi nhớ hoài cái kỷ niệm khi mà đặt chân về Kiên Giang, và lần này đi thì không có ai lừa mình hết. Thưa với đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11, là ngày vía mừng kỷ niệm đản sinh của Đức Từ Phụ A Di Đà. Và thưa Phật tử chúng ta, cũng như Phật tử tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo, trong tháng 11 này đón mừng cái ngày trọng đại, ngày vía của Đức Phật A Di Đà và ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngày đản sinh của Đức Phật A Di Đà, thưa rằng trong sách sử không hề ghi rõ cụ thể là Đức Phật sinh ra vào ngày tháng năm nào và mà ngài mất đi vào ngày tháng năm nào, chánh sử không hề có ghi. Nhưng tại sao chúng ta lấy ngày 17 tháng 11 để làm ngày vía Đức Phật hàng năm? Thưa, đây chính là ngày sinh của Tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ. Tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ, ngài có mặt ở thế kỷ thứ 9. Ngài sinh năm 905, ngài mất năm 975-76 gì đó. Ngài thọ giữa cuộc đời là 71 tuổi. Thuở nhỏ thì ngài thường theo cha mẹ đến chùa, lớn lên thì ngài học hành đỗ đạt làm quan. Nhưng khi làm quan rồi đó thì ngài lấy của công, ngài đi giúp đỡ cho người nghèo khó, ngài đi làm từ thiện, ngài lấy của công ngài mua chim cá phóng sanh. Cho nên hàng năm đến khi mà nạp cái công quỹ về triều đình thì ở địa phương của ngài không có để nạp. Vua mới cho điều tra thì phán cho ngài một tội chết, là cho ngài là cắt xén của công để làm của riêng. Và đến khi đưa ngài lên đoạn đầu đài trước mặt của vua,
thì vua thấy ngài rất điềm tĩnh, không sợ hãi. Vua mới hỏi là tại sao ngươi cận kề cái chết mà không có chút nào ưu tư? Lúc đó ngài mới thưa rằng: tâu bệ hạ, tôi lấy của công, đó là cái sai, mang tội chém đầu là phải, nhưng tôi không sợ cái chết, là vì tất cả những cái của công mà tôi lấy, tôi lo cho dân nghèo, tôi phân phát gạo, thức ăn cho họ, tôi xây cất nhà cho họ ở, và tôi đem cái của đó để mua cá, mua chim phóng sanh. Tôi đủ tự tin rằng về công đức và phước báo của mình có thể đưa mình sanh về thế giới của chư Phật, nên tôi không sợ cái chết. Nghe ngài nói như vậy thì vua tha tội cho ngài, tha tội cho ngài. Sau đó ngài từ giã cái chốn bụi trần, thôi không còn làm quan nữa, xuống tóc đi xuất gia, và sau này trở thành một đại sư nổi tiếng trong dòng chảy của Tịnh Độ Tông. Ngài là tổ thứ sáu. Ngài giảng dạy kinh pháp hàng ngày thì thường khuyên bảo người ta tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Di Đà và niệm Phật. Bản thân của ngài hàng ngày thì vẫn lại kinh Pháp Hoa, vẫn lại Phật. Mỗi một ngày như vậy, người ta ghi lại trong chánh sử, ngài lễ Phật có hơn ngàn lễ và niệm Phật có hơn 10 vạn câu, thưa các vị. Và khi ngài ra đi thì bao nhiêu công đức của ngài để lại cho đời chúng sinh thời đó và chúng sinh thời sau này tôn ngài lên, đó là hóa thân của Phật A Di Đà. Rồi từ đó chúng ta mới lấy cái ngày đản sinh, ngày thị hiện, ngày ra đời của tổ Vĩnh Minh Viên Thọ làm ngày vía đản sinh của Đức Từ Phụ A Di Đà, để cho chúng ta ngày hôm nay có cơ hội vào ngày 17 tháng 11 hàng năm mình trở về chùa gọi lòng trong sạch để dâng lên cúng dường Đức Phật. Xin cảm ơn tất cả mọi sự duyên trong dòng lịch sử để cho chúng ta có được những bài học quý giá cho đến ngày hôm nay và mãi về ngày sau. Thưa với các vị, rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có mặt ở cuộc đời, những năm tháng ngài đi hành đạo cũng dạy các vị điều gì? Dạy chúng ta tu hiền, ở lành, biết ăn chay, biết niệm Phật. Từ đó suy ra tất cả những bậc thánh nhân đi ngang dòng đời đều dạy con người bỏ ác làm lành, trở về sống với Phật tâm của chính mình. Thưa đúng không ạ? Các ngài đến với đời có trách nhiệm dạy dỗ chúng ta, và rồi chúng ta là những người hữu duyên được học, được lắng nghe những lời của những bậc thánh dạy. Chúng ta bây giờ có một trách nhiệm, đó là phải sống và thực hiện theo những lời dạy tốt đẹp đó. Từ cuộc sống của bản thân chúng ta, nếu như không có đạo đức làm căn bản, thì ta phá nát đời của ta bằng những hành nghiệp, bằng những hành động, bằng những lời nói, bằng những suy nghĩ tiêu cực, để tạo gây muôn ngàn những cái ác nghiệp, để hủy hoại đi nhân cách đạo đức của chính mình, và tự chúng ta đang trói chân mình vào trong ngục tù của sanh tử ngàn kiếp khổ đau. Vì vậy những bậc thánh xót thương chúng ta, ngài muốn chúng ta tránh khỏi cái khổ đau trong kiếp luân hồi sanh tử, thị hiện giữa cuộc đời, đem chánh pháp để rao giảng. Ngài thương chúng ta nhiều như vậy, nhưng bản thân chúng ta đã tự thương chúng ta chưa? Nếu mình biết thương mình thì mình phải cố gắng hoàn thiện lấy chính mình bằng những lời dạy của Đức Phật, bằng những lời dạy của những bậc thánh. Bây giờ mình đi học, mình biết được rất nhiều, nhưng mình không ứng dụng, khổ đau không thể nào hết. Ngoài cái việc mà chúng ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày, bên cạnh đó phải nhớ tạo được nhiều phước lành, làm những điều công ích cho gia đình, cho cuộc đời này nữa, chứ chẳng phải riêng cho ta không, thưa các vị. Vì vậy mà người ta dí dỏm với nhau rằng khi chưa tu á, cứ nghĩ gom góp về thật nhiều cho mình, đó là người khôn ngoan. Nhưng khi tu rồi mới biết buông xả chính là trí tuệ. Chúng ta thông thường tâm niệm chung, chúng ta sẽ níu giữ, chúng ta sẽ gìn giữ rất nhiều thứ giữa cuộc đời này, từ vật chất cho đến tình cảm, và kể cả những suy nghĩ trong đầu chúng ta, ta luôn nắm giữ nó. Và đôi lúc chúng ta có định kiến với con người, định kiến với cuộc đời bởi những thứ chúng ta nắm giữ trong tư tưởng này. Vì vậy
Nắm giữ chưa ắt hẳn đã là thông minh, chưa ắt hẳn đã là khôn ngoan. Đôi khi càng nắm giữ thì càng đau khổ. Có một chị Phật tử, chị khóc lóc năn nỉ chúng tôi cho một lời khuyên, năn nỉ chúng tôi quyết định dùm cho cái hoàn cảnh hiện tại mà của chị ta đang hứng chịu. Đó là chị và chồng của chị đã mấy năm rồi không có niềm vui, không có tiếng nói chung. Và rồi chị phát hiện chồng của mình có người khác. Từ đó không còn quan tâm, thương yêu vợ con, mà bỏ nhà đi nhiều hơn là ở nhà. Lâu lâu về chị lấy tiền hành hạ vợ con rồi đi. Chị hỏi rằng con có nên ly dị hay không, khi cả hai chúng con đều đã viết đơn gửi lên tòa đồng ý là viết đơn rồi. Tòa kêu lên mấy lần, hỏi tới hỏi lui và chuẩn bị ra tòa để xử ly dị. Vậy con có nên ly dị hay con nên rút đơn lại? Thưa các vị, theo các vị thì mình nên ly dị hay là nên rút đơn lại để về sống chung? Níu giữ hay là buông bỏ? Khó quá. Cái này nên hỏi chuyên gia tâm lý, chứ đi hỏi ông thầy thì ông thầy làm sao biết. Ông có yêu bao giờ đâu mà biết. Thứ rằng Minh Thiền hỏi rằng, để con thấy mình sống có hạnh phúc không? Con soi thấy mình sống với người đó có bình yên không? Con thấy mình sống với người đó có an ổn, có vui vẻ không? Chị nói dạ thưa không. 2 năm nay rồi sư phụ, không hề có chút niềm vui, nước mắt nhiều lắm. Mình hạ cho một câu, như vậy thì con ly dị là một hạnh phúc. Con ly dị là một hạnh phúc. Cái đơn của tòa quyết định cho con đó là một ân huệ, một ân huệ. Bởi vì nếu đúng như lời con nói, họ chỉ biết lo cho người khác, họ về họ lấy tiền của con, họ hành hạ con, hành hạ con của con để đi nuôi người khác, thì xa rời họ, chia tay họ là một phước lành lớn của con. Trong trường hợp này, nếu chúng ta càng níu giữ, chúng ta càng làm đau khổ cho mình, càng làm khó cho người kia. Vì vậy trong trường hợp này, buông xả chính là trí tuệ, buông xả chính là thảnh thơi, buông xả chính là phước lành. Trong đời sống này có những thứ trong hoàn cảnh xảy ra ta cần nắm giữ, nhưng có những thứ chúng ta cần phải buông xuôi, có những thứ chúng ta cần thả cho nó bay. Nếu như chúng ta làm một điều gì đó sai lầm để người khác chán ghét, người khác từ bỏ chúng ta, chúng ta nên níu kéo họ lại. Trường hợp này phải nắm giữ vì bản thân chúng ta sai. Còn nếu như người khác cố tình làm khổ ta, cố tình làm sai với ta mà chúng ta cứ cố tình nắm giữ, chúng ta cứ cố tình níu kéo, thì họ càng ban tặng cho ta nhiều sự khổ nữa. Trong trường hợp này, buông xả chính là thảnh thơi, buông xả chính là trí tuệ. Vì vậy, trong cuộc sống cần có lúc chúng ta phải quán chiếu, nên giữ lúc nào và nên buông bỏ khi nào, các vị nha. Chứ không phải lúc nào cũng phải nắm giữ, cũng không phải lúc nào cũng nên buông bỏ. Hãy dùng cái đầu của mình để suy niệm về đời sống của chính mình. Người ta lại nói rằng, khi chưa tu thì muốn được sống lâu, nhưng tu rồi thì muốn có một đời sống ý nghĩa. Câu này hay lắm. Người chưa tu thì luôn luôn sợ chết để được sống lâu, sợ chết để được sống hưởng thụ, sợ chết để được sống nhiều ngày với những niềm vui của ngũ dục lục trần. Và cái cuối cùng họ sợ chết là họ sợ chết rồi chúng ta sẽ chấm hết cuộc đời này, không còn gì cả, mọi thứ sẽ mất đi. Còn người tu rồi thì không sợ chết. Các vị có sợ chết không? Không hả? Thiệt không? Ai trả lời mạnh dữ hả? Suy nghĩ chưa mà trả lời vậy? Nếu như mình sợ chết là mình chưa tu. Còn nếu mà không sợ chết là tu rồi. Nhưng thầy Minh Thiền thì rất sợ chết. Sợ chết là vì tôi muốn ăn Tết được nhiều lần. Đó là nói vui nha. Chúng ta tu rồi, chúng ta muốn có một đời sống ý nghĩa. Chúng ta tùy thuận dòng nhân duyên, mặc cho xác thân này nó có mặt ở trần đời lâu hay mau, 5-70 năm hay 3-40 năm, điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là khi chúng ta có mặt ở trần đời này, chúng ta sống như thế nào,
Nếu như chúng ta sống thọ đến cả 100, 120 tuổi, nhưng mà những ngày tháng đi qua chúng ta chỉ làm đau khổ cho con, cho cháu. Chúng ta sống chỉ làm đau khổ cho người thân. Chúng ta sống chỉ đem lại bất an cho những người cùng chung sống. Chúng ta sống chỉ gây hoạn họa cho xã hội. Sự sống đó càng sống càng tạo thêm tội. Cuộc sống đó không đáng để sống. Còn nếu như chúng ta sống chỉ 50 năm, 70 năm giữa cuộc đời, nhưng mỗi ngày đi qua chúng ta đem lại hạnh phúc, thương yêu cho những người cùng sống chung với mình, là vợ, là chồng, là con, là cháu. Mỗi ngày đi qua ta giúp ích cho xã hội này được một chút phước lành nào đó từ khả năng, từ công sức của chúng ta. Như vậy ngày tháng của chúng ta là ngày tháng sống có ích. Ngày tháng của chúng ta là ngày tháng sống có niềm vui cho mình, cho người. Như vậy mới chính là một đời để đáng sống. Vậy thì người không tu thì cầu sống lâu, còn người có tu thì cầu sống một đời có ý nghĩa. Và mình kể lại câu chuyện đã từng kể để đại chúng thấy sự sống có ý nghĩa nó rất quan trọng. Có ông cụ đó 74 tuổi, hưởng 74 cái mùa xuân của trần đời. Ấy vậy mà khi ai hỏi ông là năm nay anh bao nhiêu tuổi, năm nay bác bao nhiêu tuổi, năm nay chú bao nhiêu tuổi, ông đều trả lời năm nay tôi chỉ có 4 tuổi mà thôi. Người ta rất ngỡ ngàng, ủa tại sao anh già đầu bạc răng rụng hết mà anh trả lời là 4 tuổi? Ai cũng phàn nàn, ai cũng phân vân về điều đó. Nhiều lần hỏi nhưng anh không trả lời, anh không trả lời. Đến một lúc có nhiều người phân vân cùng ngồi lại với nhau, đồng có một ý định muốn anh phơi bày làm sao mà anh trả lời chúng tôi là anh 4 tuổi, anh đang gạt chúng tôi à? Lúc đó ông lão lớn tuổi mới nói rằng, thưa thật, tôi có mặt ở trần đời này 74 năm. Và rồi năm 70 tuổi tôi mới thức tỉnh được mọi thứ. 70 năm về trước đó, khi mà tôi bắt đầu có ý thức về cuộc sống ở lứa tuổi đôi mươi rồi á, tôi bắt đầu chen lấn với cuộc đời để giành giật, để lấn lướt, để sống với những tháng ngày vô nghĩa, vì tôi cứ nghĩ là sống cho riêng mình. Và tôi tìm mọi cách để gom góp mọi thứ về cho mình. Tôi chỉ nghĩ làm sao cho tôi, cho gia đình tôi có là được, còn thiên hạ có hay không thì mặc kệ. Ấy vậy mà tôi thấy đời sống 70 năm đi qua là những tháng ngày sống ích kỷ, sống nhỏ nhen, sống chỉ nghĩ cho mình mà thôi. 4 năm trở lại đây tôi có nhân duyên được đi chùa, được lễ Phật, được lắng nghe những lời Phật dạy. Tôi mới vỡ lẽ ra rằng sống hy hiến cho cuộc đời, sống nghĩ về người, sống biết làm nhiều phước lành, biết tu tạo những công đức, sống biết tu tập mới chính là những ngày tháng đáng sống. Và thật sự tôi chỉ làm được những phước lành này mới có 4 năm. Vì vậy ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi trả lời tôi sống mới 4 tuổi. 70 năm qua xem như tôi đã chết, 4 năm nay chính là những tháng ngày tôi tồn tại. Tất cả chúng ta ở đây bao nhiêu tuổi? À. Bao nhiêu tuổi? Từ chỗ đó mình thấy mình ít tuổi quá, đúng không? Đôi khi ta thấy ta chưa có tuổi nào nữa đó. Để thấy rằng cuộc đời đẹp, cuộc sống đẹp, đời người có đầy niềm vui khi người đó ý thức về sự sống của mình. Đừng thả trôi xuôi ngày tháng với những thứ chỉ muốn để hưởng thụ và hưởng thụ. Hưởng thụ nhiều chừng nào, tổn phước nhiều chừng ấy. Đam mê những cuộc vui với rượu chè cờ bạc nhiều chừng nào, tội lỗi nhiều chừng ấy. Tu tập đôi khi nó khó khăn, nhưng tu nhiều chừng nào, công đức phước lành nhiều chừng ấy. Chúng ta phải cố gắng. Không ai tu thế cho mình đâu nha. Rồi người ta lại nói rằng khi chưa tu cứ nghĩ rằng người giàu có là người gom góp thật nhiều tài sản về cho mình. Nhưng khi tu rồi mới biết người cho đi thật nhiều mới là người giàu có. Trong xã hội ngày hôm nay không thiếu những người giàu. Tiền bạc có trong ngân hàng, tài sản của họ thưa có thể là hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ. Nhưng rồi các vị nhìn vào đời sống của họ đi, họ có được an vui, họ có được thảnh thơi, họ có được hạnh phúc hay không? Nếu người nào giàu mà có được an vui, có được thảnh thơi, có được hạnh phúc, đó là một phước lành cực kỳ lớn trong đời trước họ đã tạo. Phần nhiều những người giàu có họ luôn khổ trí lao tâm. Người nghèo chúng ta thì khổ cực về
về thân, vì phải làm lụng vất vả, giải nắng dầm sương để kiếm ra chén cơm, để kiếm ra manh áo. Còn người giàu có thì họ không phải dầm sương giải nắng như chúng ta, nhưng phải vận dụng cái đầu để mưu mô, để tính toán. Không có cái đầu để mưu mô, để tính toán, để suy tư thì họ không thể nào có được khối tài sản. Bên cạnh đó còn có thể nói thêm, họ phải có những thủ đoạn, có những thủ đoạn. Vì vậy người giàu có họ không có thảnh thơi, họ không an ổn như người nghèo chúng ta đâu. Rồi hãy nhìn vào những người giàu có. Có những người họ sống không nghĩa tình, thưa các vị. Có những người rất giàu nhưng chưa bao giờ mua tặng cha mẹ mình một cái áo, chưa bao giờ mua tặng cho cha mẹ mình một món quà. Tiền có đầy trong tài khoản, chưa bao giờ biết cho cha mẹ vài chục triệu, vài trăm triệu để sửa căn nhà xưa đã cũ. Không có đâu, ít lắm. Phần nhiều những người giàu có lên rồi, họ quên đi cái nghĩa tình của người thân. Họ sợ. Họ sợ điều gì các vị biết không? Mình giữ cái nghĩa, cái tình này, người ta đến xin, người ta đến xỏ, người ta đến nhờ vả, người ta đến năn nỉ, đủ thứ cả. Họ nói mệt mỏi lắm. Nhưng thưa với các vị, đó là mình nói một số trong xã hội chứ không gom chung tất cả. Nên nhớ rằng tôi không gom tất cả những người giàu có đều có cuộc sống như vậy. Đó là tôi nói những người họ có cuộc sống như vậy để mong rằng họ có thể thức tỉnh để sống tốt hơn. Chứ mình gom chung vô quánh mình chết luôn á. Mình đang nói những người sai thôi nha, chứ không nói những người đúng. Ta đồng ý với nhau rằng trong xã hội có nhiều và rất nhiều những người giàu có, họ sống có cái tâm rất là tốt, có cái tâm rất là tốt. Họ biết hiếu thảo với cha mẹ, họ biết giúp đỡ mọi người, họ đi làm từ thiện. Một lần như vậy là họ phát vài ngàn phần quà. Có những cái đoàn của bác sĩ, y tá của những bệnh viện lớn, họ kêu gọi tất cả những người bạn bè, những người mạnh thường quân chung tay góp sức để đi mổ mắt, mổ tim cho người già, cho trẻ em, cho những người bệnh tật nguyền, vân vân và vân vân, nhiều và rất nhiều. Và nếu như có ước mơ, chúng ta hãy ước mơ rằng xã hội này cần có nhiều và nhiều những con người có tấm lòng như vậy, để cho con người khó khăn khổ sở trong cuộc đời bớt đi gánh nặng của khổ sở. Mình mong rằng trong cuộc sống này, người giàu biết thương người nghèo, người đầy đủ biết thương người thiếu thốn, người khỏe mạnh biết thương chăm sóc người đau bệnh, và con cái biết hiếu thảo với cha mẹ, chồng sớm láng giềng biết tối lửa tắt đèn sống cùng với nhau. Đó là hạnh phúc, thưa đúng không ạ? Hạnh phúc. Khi chưa tu, chúng ta muốn thay đổi cả thế giới này. Nhưng khi tu rồi, chúng ta muốn thay đổi cái gì? Ta muốn thay đổi bản thân mình thôi. Khi chưa tu thì ta muốn mọi người phải chấp nhận ta, mọi người phải tôn trọng ta, mọi người phải thương yêu ta, mọi người phải quan tâm ta, mọi người phải đề cao ta, mọi người phải xem ta là số một, mọi người phải xem ta là nhất. Nhưng khi tu rồi, ta không cần mọi người phải chấp nhận mình, chỉ cần ta trở lại và ta sống tốt. Chỉ cần mình đang chấp nhận được từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động của mình, đó là hạnh phúc, đó là đủ. Vì khi nếu mình thấy và mình chấp nhận được chính mình thì người khác sẽ chấp nhận được mình. Đừng bắt người khác phải chấp nhận ta trong khi ta sống không tốt, thưa các vị. Mình sống không tốt, mình sống không thiện lành mà mình muốn người khác phải chấp nhận mình, đó là mình đang làm khó người ta. Chỉ bằng mình hãy sống thật tốt thì mình không cần bắt người ta chấp nhận, người ta vẫn chấp nhận lấy đời mình. Thưa đại chúng, có một câu chuyện kể rất là ý nghĩa mà Minh Thiền nghĩ rằng đem ra đây cống hiến cho đại chúng, để đại chúng rút đó làm kinh nghiệm trong cuộc sống này. Bởi vì cuộc sống của chúng ta ai cũng muốn dành phần hơn về mình, ít ai chịu dành phần thua về mình lắm. Trong cuộc sống, trong làm ăn đều như vậy cả. Một buổi chiều, có một con sư tử, nó đang đi tản bộ dạo mát cùng với con của nó. Trên đường đi thì nó gặp một cái con chó điên, thì nó nhảy qua một bên né con chó điên.
Đợi con chó điên đi qua rồi đó thì con sư tử mới tiếp tục cuộc hành trình đi dạo của mình. Lúc đó con sư tử con nó không hài lòng về bố của nó. Nó bực bội trong lòng, nó khó chịu. Nó mới nói với bố rằng: bố, bố là chúa tể của Sơn Lâm. Tiếng gầm của bố làm cho muôn thú phải khiếp sợ. Bố có thể đối đầu với hổ, bố có thể giết báo, bố có thể đối đầu với cá sấu dưới nước. Ấy vậy tại sao hôm nay bố lại nhường đường, bố lại hoảng sợ trước một con chó điên? Con không hài lòng về bố, con cảm thấy bất mãn về bố. Bố làm cho con mất tự hào về bố. Lúc đó con sư tử nó mới nói với con nó rằng: con à, nếu bố cắn chết con chó điên thì có vinh quang không? Sư tử con nói: dạ thưa bố, không vinh quang. Nếu như bị con chó điên cắn trúng thì làm sao? Sư tử con suy nghĩ và nói: có thể mình bị bệnh và điên theo nó. Lúc đó con sư tử, cha con sư tử bố mới nói rằng: con à, nếu như chiến thắng á, người không đáng chiến thắng cũng không làm tăng giá trị của mình, nhường họ thì cũng không làm mất giá trị của mình. Thế nên hãy biết đối thủ của mình là ai để đối đầu. Người không xứng đáng chúng ta không nên tôn họ lên ngang hàng. Nếu như bố cắn con chó điên thì bố xem nó là ngang hàng với bố, mà vốn dĩ nó không hề xứng đáng. Cuộc sống này cũng như vậy. Cuộc sống này cũng như vậy. Chúng ta chưa tu thì không dám khuyên nhau, nhưng đã là người con Phật thì khuyên nhau được. Mình đã là người đệ tử Phật, không nên đấu tranh, không nên giành giật với người ngoài đời, với những người không phải là đệ tử của Phật. Vì sao? Vì mình là người đã học được giáo lý từ bỏ để ly tham, ly sân, ly si. Còn người ta không học được giáo lý từ bỏ ly tham, ly sân, ly si, họ không học được những điều thánh thiện. Ta là người đã học được những điều thánh thiện. Họ không là người học được những lời dạy cao quý của Đức Phật. Ta là người đã học được. Nhưng rồi do bản thân họ không học được, tức là họ không có trí tuệ, họ không có con đường, họ không có ngọn đèn soi sáng, họ có thể sai lầm. Bản thân chúng ta là người học được, chúng ta có tất cả. Tại sao mình lại chấp nhận mình sai lầm vì những sai lầm của người khác? Vì thế, nếu trong cuộc sống có ai đó muốn giành phần hơn chúng ta, có ăn hiếp chúng ta, có lấn lướt chúng ta một chút, nhịn họ đi, không mất giá trị của đời mình đâu. Nhịn họ đi. Con sư tử sợ gì? Nó thấy con chó điên, nó sợ, nó nhảy qua một bên là vì gì ạ? Vì thứ nhất, con chó điên nó không phải là đối thủ. Cái thứ hai là lỡ mà nó quào trúng, nó cắn trúng mà điên dại theo nó, nhịn một chút mà yên bình cả đời về sau. Nhảy ra xưng hùng xưng bá thể hiện một tí, coi chừng mang quả suốt cả đời. Vì vậy nếu là người Phật tử thì mình tự khắc sẽ phải hiền, mình tự khắc sẽ phải lành, mình tự khắc sẽ phải dễ thương hơn những người khác. Ai thấy mình hiền, ai thấy mình lành, ai thấy mình dễ thương đâu? Hả? Có thấy mình hiền hơn người khác không? Hay thấy mình dữ hơn người khác? Một ngày chúng ta đấu tranh, chúng ta giành phần hơn với người khác, ngày đó là cái ngày chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Để ý thử coi thầy nói đúng không. Mới sáng bước chân ra chợ mà cãi lộn với cái bà bán rau là thấy về cả ngày không vui. Thật đấy. Mới sáng bước chân gặp cái bà hàng xóm, hai người, người hứ người hé với nhau là cả ngày mất vui. Như vậy thì chúng ta dành phần hơn hay là chúng ta đang dành sự bất an? Chúng ta dành phần hơn hay là chúng ta đang dành sự oán hận của người khác? Đức Phật nói rằng ta giận một người, ta ghét một người, tức là chúng ta đang tự uống thuốc độc mà muốn người đó chết. Mình uống thuốc độc ai chết? Không có chuyện ông chồng mình chết đâu nghe. Nếu mà có cái chuyện mà mình uống thuốc độc mà chồng mình chết, tôi nghĩ có nhiều bà uống lắm. Uống thuốc độc mà để vợ mình chết là nhiều ông cũng gan dạ uống đó. Nhưng mình uống thuốc độc mình chết. Và mình nhớ rằng Đức Phật nói rằng ta giận, ta ghét, ta hờn trách một người là ta đang tự uống thuốc độc mà muốn người đó chết.
Minh Thiền nói hoài, mình giận một người, họ vẫn ăn rất ngon, ngủ rất yên, nhưng bản thân chúng ta thì ăn ngủ không được. Mình bị cái giận nó nung nấu, nó đốt cháy ngày đêm. Tôi ước gì hồi sáng tôi chửi bà đó thiệt là nhiều. Hồi sáng chửi có mấy câu tiếc quá, ít quá không đã, chưa đã cái miệng. Phải chứ sáng chửi nhiều thiệt là nhiều cho sướng cái miệng. Thưa đúng không? Vì vậy mà thưa với đại chúng, cuộc sống này nhường người một bước, nhịn người một chút, mà đôi khi mình bình yên, mình có nhiều niềm vui, mình ăn ngon, mình ngủ yên. Còn mình muốn tranh hơn người, thưa các vị, mình đang tự rước cái khổ, đang tự rước cái họa vào bản thân. Hôm nay mình ăn hiếp được người, chưa chắc ngày mai người ta nhường nhịn mình đâu. Người ta cũng sẽ tìm mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để trả thù lại chúng ta. Vì vậy muốn được ăn ngon ngủ yên, đừng giành giật, đừng có tranh hơn với ai cả. Cứ nhẹ nhàng mà sống, đó là hạnh phúc. Cách đây 3 ngày ở chùa Đức Hòa, Minh Thiền có tổ chức cái đại lễ Hoa Đăng. Mình tổ chức trước để vía mừng Đức Phật A-di-đà. Hôm đó cũng có vài ngàn Phật tử về chùa để dự lễ từ các nơi, từ Bạc Liêu, Sóc Trăng cho đến Vũng Tàu, kể cả ở ngoài Bắc cũng vào. Thì có một anh đó thì chưa phải là Phật tử, chưa phải là Phật tử. Anh có vào chùa dự lễ và có gặp Minh Thiền. Do không có thời gian để tiếp chuyện cho nên anh có viết một lá thư gửi cho Minh Thiền, mà mấy bữa nay cũng chưa có cái cơ hội để chia sẻ. Hôm nay đem ra chia sẻ cái lá thư để thấy nỗi lòng của những người đàn ông mà có vợ đi tu đó, nó khổ sở như thế nào nếu như vợ không hiểu đúng về cái việc tu của mình. Tất cả những đạo tràng mình đến, mình đều thấy người nữ tu nhiều hơn người nam. Người nữ tu nhiều hơn người nam. Người ta nói ví von rằng bởi do người nữ tạo tội nhiều quá cho nên đi tu cho bất tội, còn người nam ít tạo tội. Thưa, cái này là nói để biện chứng cho những người đàn ông lười nhác đi chùa thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Những người nữ họ sống hiền lành hơn người nam, đúng không các bà, các cô? Đúng không? Người nữ khổ cực hơn người nam nè, cái gì cũng chịu thiệt thòi hơn người nam hết á. Và người nữ đi chùa với tâm niệm là gì? Muốn cho chồng mình được khỏe, muốn cho chồng mình được vui, cho công ăn việc làm của chồng mình luôn được suôn sẻ. Mình đi chùa để cầu nguyện cho con cái của mình khỏe mạnh, lớn lên nó lập thành gia thất, nó có đời sống hạnh phúc. Mình đi chùa mình cầu nguyện cho những đứa cháu của mình lớn lên nó ngoan hiền, nó bằng với đời, bằng với người. Vậy đó là tâm tình của mấy bà mấy cô ở đây, đúng không ạ? Đúng chứ.